Bạn đang xem video tại kênh YouTube Nhà Giáo GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Dylan đến tìm Liner để bày tỏ tấm lòng. Nào ngờ bị cô từ chối. Liner vô cùng mâu thuẫn giữa tình cảm của bản thân hiện tại và mối thù hại chết cả nhà cô kiếp trước với Dylan. Liner hoảng hốt bỏ chạy. Dylan cũng vội vàng đuổi theo. Bản thân hắn không rõ vì sao tiểu thư Liner lại nói những chuyện kia. Dylan thành tâm đặt bàn tay Liner lên trái tim mình bộc lộ. Em không thể phủ nhận tâm ý của tôi lúc này. Liner không trả lời Dylan bởi vì bản thân cô cũng không rõ hiện tại cảm xúc của chính mình là gì. Liner cúi mặt, không muốn đối diện với ánh mắt kia của thái tử. Lý trí lần nữa nhắc nhở Liner. Dù Dylan có nói yêu cô, thì chuyện hắn là người cướp đi mạng sống của những người cô yêu thương là sự thật. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Liner cắn môi, hạ quyết tâm nhất định không được tin tưởng con người này. Sau khi lấy được dũng khí, Liner ngẩng mặt lên nhìn Dylan. Ánh mặt của Hoàng Thái Tử chất chứa rất nhiều thứ, vừa thâm tình lại vừa buồn bã. Nhìn vào đôi mắt ấy, Liner có cảm giác như người này không giống với trước kia nữa rồi. Dylan vẫn nắm tay Liner không buông. Hắn thở dài nói, ta không yêu cầu em phải trả lời ngay lúc này. Ta chỉ muốn giải bày lòng mình với em mà thôi. Trước khi gặp Liner, dù là Hoàng Thái Tử nhưng hắn là một đứa trẻ không được yêu thương. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình sẽ chẳng thể dành thứ tình cảm đặc biệt này cho ai khác. Cho đến khi cô gái đặc biệt này xuất hiện. Vậy nên hắn muốn trân trọng cảm giác này. Trong lúc này, ở cách đó không xa Liam đang lén lén quan sát. Cậu không ngờ tới chị gái của cậu và Hoàng Thái Tử lại có mối quan hệ kia. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ Liner đang không ổn cho lắm. Liam nhanh trí tìm cách giải vây cho Liner. Cậu ho nhẹ một cái rồi lớn tiếng gọi Liner, chị có ở đó không? Nghe được tiếng Liam gọi, Liner lễ phép nói xin lỗi. Rồi xoay người rời đi. Thấy Liam bước tới. Dylan có chút nghi hoặc. Vóc dáng và giọng nói của chàng trai kia không giống với người bạn Liam Lawrence mà hắn quen biết ở học viện. Buổi tối hôm đó, bên trong phòng ngủ, Liam tò mò hỏi Liner về mối quan hệ của cô và Thái tử Điện Hạ. Sau khi nghe Liner kể hết mọi chuyện, Liam nở nụ cười trêu chọc. Bọn họ như đang ở trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Trước đây cậu từng nghĩ Hoàng Thái tử thật đáng sợ. Nhưng hiện giờ lại thấy hắn ta cũng là một người tình cảm. Liam còn đùa rằng Liner và Dylan thực sự đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Không ngờ khi nghe được những lời này, Liner lại hét lên đủ rồi. Cô cảm thấy những lời trêu đùa ấy chẳng vui chút nào, mặc dù cô biết Liam chẳng hề có ý xấu. Liam rất ngạc nhiên vì phản ứng kỳ lạ này của Liner. Liam đặt bàn tay lên tay Liner hỏi chị đừng giấu em chuyện gì nhé. Dù có chuyện gì thì cũng phải nói với em. Chúng ta là một cặp song sinh mà. Liner do dự nhìn về phía Liam, người có chung gương mặt và dòng máu với cô. Không biết khi nghe kể về những chuyện kinh hoàng ấy Liam sẽ có phản ứng như thế nào. Cuối cùng Liner quyết định đem chuyện ở kiếp trước Hoàng Thái Tử là người đã ban cái chết cho gia đình Lawrence, chuyện cô sống lại và muốn làm mọi chuyện để thay đổi vận mệnh cứu lấy gia đình kể cho Liam nghe. Mặc dù câu chuyện thật hoang đường, nhưng Liam vẫn lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Sau khi nghe toàn bộ, Liam trầm ngâm đưa ra suy đoán. Chị có chắc người thực sự làm ra chuyện kia là Hoàng Thái Tử Dylan không? Liner hơi ngoài ý muốn khi nghe được câu hỏi này của em trai. Cô không rõ ý của Liam là gì. Liam tiếp tục đưa ra phân tích của bản thân. Theo như cậu thấy, thì Thái tử Dylan là một người thẳng thắn và không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Mặc dù ở kiếp trước hắn ta là người trực tiếp ra lệnh, nhưng Liam cảm thấy chuyện này không phải do một mình Thái tử gây ra. Chắc hẳn có kẻ nào đứng sau giật dây để Dylan ban chết cho nhà Lawrence bọn họ. Theo như lời kể của Liner, khi gia đình Lawrence bị xử tử thì Ricey đang viễn chinh. Điều này thực sự vô cùng trùng hợp. Nếu khi ấy Ricky còn ở đây, chắc hẳn anh ta sẽ tìm mọi cách để chuyện kia không xảy ra. Liner cẩn thận suy nghĩ về những gì Liam vừa nói. Khi mới tỉnh dậy, cô quá sợ hãi và hoảng loạn. Cô vẫn luôn cho rằng Thái tử là người tàn bạo và căm hận hắn ta, nên không thể suy nghĩ thấu đáo. Nếu nghĩ kỹ lại thì, gia tộc Lawrence và gia tộc Warmund là hai đại gia tộc giàu mạnh của đế quốc. Cuộc hôn nhân giữa Liner và Ricky sẽ khiến sự liên minh của hai gia tộc này trở nên hùng mạnh. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới cán cân sức mạnh của các gia tộc. Vậy nếu gia đình Lawrence bị tiêu diệt, thì ai sẽ là người được lợi trong ván bài chính trị này? Dylan là người của hoàng tộc. Một cuộc hôn nhân chính trị sẽ chẳng ảnh hưởng tới vị trí của hắn ta. Sau khi phân tích xong, Liam đặt tay lên vai Liner an ủi. Xin lỗi vì trước đây đã để chị phải gánh vác mọi thứ một mình. Từ hôm nay em sẽ đồng hành cùng với chị. Một thời gian sau, Liner và Ricky có một buổi yến tiệc xã giao cần phải tham gia. Vậy nên anh ta tới hộ tống vị hôn thê của mình tới bữa tiệc. Ngồi trên xe, vị anh hùng trẻ tuổi của quốc gia không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của Liner.
anh cảm thấy bản thân không hề muốn chia sẻ sự xinh đẹp này với bất cứ người đàn ông nào khác. Ricky nghĩ tới xuất thần. Càng nghĩ thì tính chiếm hữu trong anh càng nổi lên. Lina ngồi bên cạnh thấy Ricky yên lặng chẳng nói năng gì, hai hàng lông mày nhăn chặt vào nhau. Cô đâu có biết vị hôn phu của mình đang quắn quéo trong lòng tới mức nào. Lina hơi rén nhìn về phía Ricky, không biết bản thân đã làm gì sai khiến anh ấy tức giận đến vậy. Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự Preacia. Khi hai người vừa bước vào đã trông thấy khung cảnh các quý cô đang trầm trồ vây quanh nhóm F4. Ngược lại với bọn họ, Lina chỉ muốn tìm cách chuồn đi thật nhanh. Cô vẫn chưa dám đối diện với thái tử. Hơn nữa, cô đã từng đồng ý sẽ nhảy với Seo ở buổi yến tiệc sắp tới. Keteler đã trông thấy Lina từ phía xa, anh cong môi nở nụ cười với cô. Mặc dù nụ cười vô cùng thân thiện nhưng Lina lại thấy lạnh sống lưng. Bây giờ cô phải làm sao? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.